Xin chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh Dũng Vision. Đây là bản tin thời sự buổi chiều ngày 18 tháng 10 năm 2023. Trước khi vào mặt trận thì chúng ta cũng có một cái số cái tin vắn như sau. Hôm nay Biden đã chính thức đến Israel rồi các bạn nha. Theo kế hoạch thì ngày mai sẽ có một cái cuộc họp hội nghị thượng đỉnh với các nước Ả Rập tại Amman, thủ đô Jordani. Nhưng mà ngày hôm nay cái ông Abbas, tổng thống của Palestine đã chính thức bác bỏ cuộc họp này, tức là đã hủy bỏ cuộc họp này và đã trở về Ramallah, và các nước Ả Rập khác cũng tuyên bố là hủy bỏ, và nước chủ nhà Amman, tức là nhà vua quốc vương Abdullah cũng đã chính thức tuyên bố là hủy bỏ hội nghị này. Như vậy là ông Biden qua đây với cái sứ mạng, tức là để làm xoa dịu các tình hình của các nước Ả Rập tại khu vực Trung Đông đã chính thức là không được chấp nhận. Ông qua đây có ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là để xem xét các cái kế hoạch tác chiến của quân đội Israel tại khu vực Gaza, tức là cái đi bộ đấy, đánh bộ trên vùng đất Gaza, chiến hay không chiến và đánh là đánh như thế nào, tiêu diệt Hamas. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề thúc đẩy nhân đạo, tức là ông này là nó là có là tức là ông đưa vũ khí cho Israel đánh người Gaza đấy. Xong sau đó lại bảo là người ta là bây giờ phải các nước khác phải lo cái vụ nhân đạo. Đấy là cái bài của ông Biden. Và cái nhiệm vụ thứ ba đó chính là ngồi nói chuyện với tất cả các nước Ả Rập, tức là bạn bè của Palestine. Thế thì ngay đầu tiên thì là cái nhiệm vụ đầu tiên là chưa làm thì đã hoàn thành, mà hoàn thành một cách tức là không có kết quả. Cái nhiệm vụ thứ hai thì tất nhiên là sẽ có kết quả thôi, bởi vì là nghe Thủ tướng Israel báo cáo về tình hình các cuộc tấn công trên bộ sắp tới của quân đội Israel tại Gaza thì chắc chắn cái báo cáo này thì đơn giản, nhưng mà còn cái vấn đề có chiếm đóng hay không thì cái này cần phải cân nhắc. Bởi vì cái này là nếu mà chiếm đóng thì cái vấn đề Ai Cập không mở cửa Rafah để mà cho nhân đạo vào hoặc là người di tị nạn đi ra là đúng. Hiện nay á, có thể nói là Ai Cập và Ả Rập Xê Út là có thể có tiếng nói rất quan trọng đối với ông Biden, bởi vì là đây là hai cái nước rất lớn ở khu vực này. Nếu nói Trung Đông, hai nước lớn nhất là hai nước này đây. Thì thứ nhất là anh giáp ranh, và thứ hai là anh có một cái uy tín chính trị cũng như kinh tế đủ mạnh để có thể nói cho tất cả các nước này người ta nghe. Thì nếu mà không được làm của hai nước này thì có thể là nói là cái đạo đức của Mỹ tại Trung Đông là bị suy sụp, hay nói cái khác ấy, là người ta đã ngả theo một hướng khác, người ta không nghe Mỹ nữa. Cho nên cái việc mà Ai Cập không cho người tị nạn qua bên đất nước mình nó hoàn toàn hợp lý, bởi vì nếu mà tấn công Gaza sau đó họ không đi ra thì có nghĩa là những người này vĩnh viễn ở Ai Cập, hay nói cái khác là Ai Cập gián tiếp đã giao đất của người Palestine cho Israel. Đó, đấy là cái vấn đề đó, là mấu chốt chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy cái những cái các cái nước đi của các cái chính trị gia nó rất là ghê gớm. Nhưng mà tôi thấy là các nước Ả Rập bây giờ có thể nói là người ta đã nhìn ra vấn đề, mà may mà người ta nhìn ra ngay, và cũng như là một giọt nước làm dần đi thôi. Thì là ngày đêm hôm qua thì Israel đã tấn công vào cái bệnh viện của Gaza làm chết 800 người. Theo cái thông tin của ngày hôm qua thì chết 500 người và bị thương 900 người. Nhưng mà nếu mà đánh bom vào ban đêm như vậy thì các bạn biết là bây giờ là có người có thể người ta bò ra được, người ta cũng không bò được, bởi vì nó tối không thấy cái gì hết. Nó cúp điện, mà nó cắt điện, cắt nước, cắt tất cả mọi thứ ở đây. Thì nó có thể nói là nó là cái sự dã man này, nó gấp bội lên rất nhiều lần. Khi mà anh đã cấm hết tất cả rồi, xong rồi anh lại đánh bom vào cái lúc đấy là thì có như thua. Xong rồi anh lại đổ thừa cho một cái nhóm chiến binh Jihad là bắn. Nhưng mà hiện nay người ta đang nói là bây giờ là bắn là cái này là từ trên không không kích xuống, chứ không phải là tên lửa bắn vào. Là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái này là cái sức công phá này là chỉ của Israel thôi. Và cái thứ ba là nếu mà người ta bây giờ soi bằng các cái vệ tinh thì nó lóe ra chỗ nào là người ta biết ngay thôi, chứ không có đổ thừa được. Và một cái nữa tức là trong một cái báo cáo của cái ông gọi là phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Netanyahu ấy, thì nó đã viết trên cái thằng Twitter đấy, tức là ông viết rằng là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công và xong cái vị trí này chính xác, bởi vì nghi là có khả năng có 1.000 chiến binh của Hamas là đang ở xung quanh cái chỗ bệnh viện để trú, tức là tấm bình phong đấy, tức là lá chắn là bệnh viện để người dân thường, cho nên đánh vào là trúng mục tiêu. Nhưng sau đó thì anh ta lại tháo, tức là xóa cái dòng
web đấy ở trên Twitter đấy, nhưng mà tất cả các cái giới mà coi như người ta trên Twitter người ta đã ghi chép lại được, người ta đã chụp lại được cái đó và đề nghị chính phủ Israel là phải trình bày cái vấn đề này đấy, nhưng mà có gì trình bày gì thì tất cả cũng không ai sống lại được. Và hiện nay tất cả các tổ chức quốc tế, các tổng thống, thủ tướng cũng như là kể cả EU là hiện nay người ta đang phản đối rất nhiều về cái vấn đề tấn công vào bệnh viện. Đây nó là tội ác chiến tranh, đấy nó là tội phạm chiến tranh. Và có thể nói là những người vô tội này người ta không nói được, bây giờ người ta chết người ta không nói được thôi, nhưng mà rõ ràng cái những người đứng ra chịu trách nhiệm vấn đề này là phải chịu trách nhiệm đối với công lý, đối với tòa án cũng như là đối với lương tri của loài người. Hiện nay thì tại Liên Hợp Quốc, Nga cùng với 4 nước khác để đề nghị Liên Hợp Quốc họp để bàn về vấn đề Gaza, nhưng mà Mỹ cũng như một số nước khác đã bác bỏ, tức là Liên Hợp Quốc bác bỏ không có tổ chức. Thì hôm nay thì các cái nhà lãnh đạo của Ả Rập, 22 nước Ả Rập thì tổ chức một cái hội nghị của Ả Rập tại Liên Hợp Quốc là cũng lên án Liên Hợp Quốc luôn, lên án Hội đồng Bảo an, và Hội đồng Bảo an phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bởi vì nếu mà hôm vừa rồi họp thì đã không có cuộc không kích này, nhưng mà vì không có cuộc họp đó cho nên là ngày hôm qua đã có cuộc không kích và đã làm cho 800 người chết, và bây giờ là khoảng 700 người bị thương, thì tôi nghĩ là nó sẽ chết trên hơn 1.000 người trong một cái vụ đánh bom ngày hôm qua tại khu vực này. Thì tất cả các cái sự lây lan đó và các cái chính trị gia của tất cả các nước người ta lên tiếng như thế nào thì tôi sẽ có trong cái bản tin vào buổi tối, tức là nói chuyện thế giới qua quả địa cầu, các bạn đón xem vào lúc 22 giờ tối nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào mặt trận. Tình hình mặt trận của Ukraine từ tối hôm qua đến sáng hôm nay thì chúng ta cũng đã nói một ít vào trong buổi sáng rồi. Thế bây giờ trước khi vào thì chúng ta bàn nhau một chút, vì có một số bạn nó comment về cái vấn đề này thì mà tôi thấy nó cũng rất là hợp lý. Bây giờ nhiều bạn hỏi là tại sao Nga hải quân mạnh thì lại không dùng được. Đấy. Cái thứ hai là ưu thế về không quân thì tại sao không đánh được. Cái thứ ba là có thế mạnh về pháo binh, tại sao không tận dụng được. Cái thứ tư là Nga có hệ thống UAV sát thủ như Sanchez thì tại sao mà lại không uy hiếp được họ. Đấy. Cái tiếp theo nữa, khả năng của cái hệ thống áp chế điện tử của Nga rất tốt, mà tại sao để cho UAV người ta hoành hành như vậy. Cái tiếp theo là máy bay K-52 là trực thăng sát thủ săn mồi ban đêm, nên tại sao mà coi như là cũng không phát huy được tác dụng. Và cái cuối cùng là T-90 là một cái loại xe tăng có loại là đỉnh vô đỉnh, mà tại sao lại coi như câm họng, không chiến được. Đấy, thì bây giờ chúng ta đi vào từng cái một nha các bạn nha. Có vẻ như là Ukraine nó sử dụng cái lối đánh của Việt Nam hay là Tôn Tử gì đây, tức là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Thì ở đây là cái hải quân của người ta là không còn nữa, mà hải quân của Nga là một trong ba cái hải quân mạnh nhất thế giới so với Mỹ và với Trung Quốc. Mà nếu mà nói về hạm đội thì hạm đội Biển Đen này có thể nói là hạm đội mạnh nhất thế giới luôn, chứ không phải hạm đội 3, hạm đội 7 hay hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Biển Bắc nọ kia, là không có bằng cái hạm đội này. Thế mà coi như lại thua một cái thằng không có hạm đội. Đấy, nói từ thua thì nó không chính xác, nhưng mà nó cũng đúng ở cái chỗ là bây giờ anh không dùng được, anh không thể ra khơi được. Đấy, thì là coi như có phải là tức là anh không thua, nhưng mà nói thật là cũng không thắng. Tức là anh có hạm đội mạnh nhất thế giới cũng không thắng tôi không có hạm đội. Đấy, câu đấy là câu đúng đấy các bạn nha. Rồi cái ưu thế trên không, hiện nay Ukraine chúng ta biết là đề nghị cái phương Tây là lập cái gọi là cái vùng cấm bay để cho ông Nga không bay được, ông Nga bay là bom. Tức là họ yêu cầu là đề nghị khu vực cấm bay, thì bây giờ thực tế là bây giờ chỉ có Nga bay thôi và Ukraine bay thôi, chứ còn cái vùng chiến sự này thế giới cũng như NATO là không dám bay qua đây. Thế bây giờ tại sao không quân của Nga lại không sử dụng, mà trong khi đó không quân của người ta rất ít máy bay thì người ta sử dụng rất là hiệu quả. Đấy, là từ trên máy bay nó phóng xuống là 300 km, phóng chính xác luôn, mà tại sao Nga thì không. Đấy, Su-57, Tu các loại 60 Turolev các kiểu, mix từ A đến Z, Su từ A đến Z. Đấy, không thiếu một loại gì hết, 31, 34, 35 đến các loại MiG-29, 31 tích hợp đủ các loại tên lửa trên đấy, nhưng lại không làm gì được. Nghĩa là sao? Chúng ta có thể gọi là biện hộ cho
cho Nga là để dành để mà đánh NATO, để dành cho chiến tranh thế giới, để dành cho Mỹ nếu nhảy vào. Thì cũng đúng, nhưng mà bây giờ là nếu mà bây giờ anh thua ở đây rồi thì chúng nó vào làm gì, thì anh dùng làm gì nữa. Đấy, cho nên là hiện nay theo tôi nó là Nga đang bị kẹt giữa chiến lược và chiến thuật. Các cái vũ khí đấy là chiến lược thì Nga đập là 30 giây thôi, nhưng mà nếu chiến thuật này đưa vào đấy nó không hợp lý. Đấy, và lại cũng chưa cần sử dụng đến nó. Mà Nga thì đang sử dụng cái gọi là phương, tức là phương pháp là đánh tiêu hao, tức là cứ nấp cho họ dương ra là đánh, cứ nấp họ dương ra là đánh, cho nên không việc gì mà dương ra cho họ đánh. Cho nên cái vấn đề không quân tôi nghĩ là để giành. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề pháo binh. Thì pháo binh thực tế là Nga là đang áp đảo thật, nhưng có một hai cái trường hợp là pháo của Mỹ là hiện nay họ đang sử dụng rất là hiệu quả. Mà cái loại này là loại HIMARS, HIMARS và M777, ba cái loại này nó toàn sử dụng các cái vệ tinh hết. Đấy. Chính sử dụng vệ tinh thì nó chính xác. Đấy. Cộng thêm cái UAV của nó bay suốt là coi như nó do thám, nó chính xác, nó lấy tọa độ xong thì nó bắn nó chính xác. Trong khi Nga có vẻ như là cái vệ tinh hỗ trợ trong chiến đấu này là thấp hơn. Cái thứ ba nữa là coi như là UAV Satellite. UAV thì nói khả năng là Nga không thiếu, kể cả cái loại Lancet đó và kể cả cái loại của UAV của Iran vừa rồi đưa cũng rất là nhiều. Nhưng mà có thể nói là sử dụng là không nhiều và không hiệu quả bằng Ukraine, hoặc là không đúng chỗ, không đúng lúc thì nó cũng không hiệu quả. Anh sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ hiệu quả. Thì bây giờ cái chỗ mà không cần dùng thì anh dùng làm cái gì? Rồi cái chỗ mà hiện nay như Adika thì lại không dùng, anh lại không dùng, hay là bị người ta áp chế điện tử, tức là anh không thể bay được, hay nói cái khác là bay có mắt như mù. Đấy, cho nên cái vấn đề này chúng ta cũng lại phải, các bạn có thể comment nha, để chúng ta nghiên cứu cái chỗ này nha. Rồi ngay cái áp chế điện tử, trước đây thì chúng ta thấy là chỗ Robotina này á là không bay được, rồi cái chỗ mà trên này không bay được, thế mà sao bây giờ tự nhiên nó lại bay được, nó bay rất tốt. Hiện nay là cái khu vực Bakhmut, Kunichivka, rồi hôm vừa rồi là chỗ Andivka và ăn chỗ Robotina và Vova, và đặc biệt là ngày hôm qua với ngày hôm kia là chỗ khu vực Kherson, Antonov. Tại sao lại bây giờ nó lại như vậy? Đấy, cái này chắc chắn là có sự trợ giúp của ông Elon Musk rồi, có cái Starlink rồi, nhưng mà có cái là mà tại sao trước đây thì lại không? Trước đây người ta vẫn như thế mà, nhưng mà tại sao lại không? Cái này cũng khó lý giải, cái áp chế điện tử khó lý giải. Rồi cái K52 thì đúng là sát thủ thật, cũng là coi như là vua ăn đêm thật. Đấy, nhưng mà có cái là bây giờ ông hớ anh, ông cứ nằm một chỗ, ông dồn hết vào một cục là đã biết là nó thế nào nó cũng tấn công rồi. Thế bây giờ là cái này là cái lỗi, là cái lỗi là đề phòng là không có này, cảnh giác không có này. Cứ nghĩ anh nằm ở cái Beridian này là ngon lành rồi. Đấy, cuối cùng anh nằm một cụm đây, nó làm nó sơi một lúc là coi như là bây giờ có khi đánh tan nát trên chiến trường ấy, là coi như là không bị rụng cái nào, rụng toàn những cái vô duyên thôi. Đánh rất là hăng, rất là giỏi, rất là thắng lợi chiến công, nhờ đến khi là không sao mà không bị rơi. Đến khi anh về sân bay anh ngủ một cái thì lúc đấy là bị đánh, thì coi như cũng như nhau thôi. Bây giờ anh nằm ở kho, anh nằm trong nhà mà coi như anh bị bắn mất 10 cái thì coi như xin lỗi là coi như là còn khủng hơn là anh rơi một cái vào chiến trường. Đấy, đánh đông đánh tây anh thắng, cuối cùng anh về nhà cái anh bị chết, thì giống như là ra rừng người không bị hổ vồ mà về nhà thì bị cái tanh mà có con hổ nó rơi vào đầu và chết. Hay người ta nói là coi như đi bão táp, coi như là sông pha rồi như biển biết là không chết, mà cuối cùng về nhà lại chết đuối ở cái vũng nước. Cái chỗ này phải xem lại này anh Nga nhá, này cái không được rồi. Rồi cái tăng T-90, tăng T-90 thì đúng là đỉnh thật, thì coi như là cũng là coi như cứ ngơ ngác ngác nấp nấp là đang đi ở trong rừng ấy, tự nhiên là nghe cái bom ngay là rồi, chứ ra đánh nhau có bao giờ bị đâu. Đấy, cho nên Nga phải xem cái chỗ là ra đánh nhau thì là ok, nhưng mà không ra đánh nhau thì không ok, là chết, là tổn thất, là thiệt hại, là bị phá hủy, là bị tiêu diệt. Thế thì bây giờ rõ ràng là cái vấn đề này vấn đề cảnh giác, tức là khinh địch, cái dạng khinh địch. Đấy, chủ quan khinh địch, mình ngon lành rồi. Đấy, cái này cho nên phải xem lại cái chỗ này thôi. Tôi nghĩ là như vậy, chứ nó không có vấn đề gì về cái công nghệ hay là về cái sự hiện đại hoặc là đó kia của vũ khí, mà đây là vấn đề là anh hứa anh
anh mất cảnh giác, anh khinh địch, anh về đi chiến trận về anh quăng đấy, cái là cái anh đi nhậu nữa là rồi, cái là xong, thế là anh thua cái gì đâu. Đấy thì các bạn có thể comment về các cái ý kiến đó nha. Tôi thấy là các cái lực lượng rất mạnh mà tại sao mà lại bây giờ nói thua thì không thua nhưng mà chưa thắng được, nói cho nó một cách có vẻ cho nó động viên nhau, tức là chưa thắng được. Một cái thằng bé như cái lỗ mũi và nó được cái sự trang bị của tất cả các nước NATO mà chưa thắng được hoặc là chưa muốn thắng. Anh chưa muốn thắng làm như thế chứ nếu mà thắng thì với các loại vũ khí này anh làm cái âm đánh một trận gọi là sạch không kinh ngạc, đánh hai trận là tan tác chuyên môn thì lấy đâu ra. Cái này là có thể là có thời điểm anh chưa muốn đánh, chưa nên đánh hay như thế nào đó. Thì hôm trước tôi đã phân tích rồi, là bây giờ là một số người bảo đấy tình hình Israel nó đang lằng nhằng thế, tất cả nó đang dồn người đấy, thì bây giờ mình tranh thủ mình đánh đi. Thế ta là đánh trộm à? Đánh cho đàng hoàng luôn, có Israel, có cái vụ Trung Đông, có hay không có cũng đánh, hoặc là không thích đánh là không đánh, chứ không phải là lợi dụng đánh. Coi như là bắt đầu nó đổ hô ra, nó bảo là ôi ông cũng sợ nghe nói cái chỗ Trung Đông mà được cả thế giới đang dồn vào Trung Đông, là ông tranh thủ ông lẽ ông đánh thằng Ukraine với thắng mà chi đó. Cái này là tôi hoàn toàn tôi chấp nhận quan điểm là từ từ đánh chứ không có vội vàng đánh bây giờ là không đúng đâu, không hợp lý. Một nước lớn mà coi như người ta là quan lớn là đại nhân, nó phải đi đại lộ thì ai đi vào cái đường tiểu ngạch như thế, đi vào tiểu lộ thế thì làm sao gọi là đại nhân được. Rồi chúng ta vào mặt trận này, bây giờ vào thật này. Hiện nay cái khu vực cầu Antonov như chúng ta nói là tiếp tục là họ đã sang sông các bạn nhá. Cái này tôi có lẽ tôi phải điều to ra tí này. Đây, cái chỗ này nó gọi là Pridnipropetrovka, còn bên này nó gọi là Prichanovka. Thì nó là hai cái tiếng Pri tức là gần các bạn, Pridnipropetrovka tức là có nghĩa là gần sông. Đấy, tiếng Nga nó là như vậy. Thì đây bây giờ nó gần sông thì nó qua sông thôi. Đấy, qua đây. Đấy, tôi vẽ này. Hiện nay nó đã qua tới cái đất của Nga rồi nghe. Tức là không phải đất Nga mà gọi là đất Nga quản lý, kiểm soát. Đã qua tới đây rồi. Qua tới đây ngon lành cảnh đảo luôn, đi ba mũi luôn. Xem vào luôn cái chỗ đỏ này luôn này. Làm gì nào? Yeah. Đấy là một. Cái thứ hai là phía dưới kia. Cái chỗ này là có các cái thủy lữ đoàn thủy quân lục chiến 35-36 các bạn nhé, đã cho vượt sông. Hiện nay là một là Nga chưa dám đánh. Đấy. Hai là không biết. Ba là cứ chờ cho nó quá đông rồi đánh. Đấy. Nó sẽ có ba trường hợp đấy chứ không lẽ là đang đánh nhau lại không biết. Mà cái chỗ này là nó đang dập dành nó qua mấy ngày nay rồi, biết rồi. Hiện nay là cái lực lượng của bên Ukraine nó đang ở đây là 300 quân. Tại bên phải cầu Antonov này, thế từ cái chỗ khu này mà nó qua chỗ Pridnipropetrovka này thì rất là gần. Đấy. Nó vận động qua bên này thì từ đây nó bắt đầu tối nay, đêm nay có thể là nó qua đấy các bạn nha. Thì có hay chăng là chờ cái đám này qua rồi múc một lần. Đấy, thì cái này cũng đang là một lời giải nha. Hiện nay là Nga không đánh, hiện nay là đang âm thầm không đánh. Mà biết không? Biết. Nếu biết thì như thế là chờ nó qua đông đấy các bạn nha. Thì chúng ta sợ chờ xem tối nay. Nếu mà đêm nay nó đánh mà Nga mà đúng là lọt vào cái gọi là cái thế trận của Nga, mà Nga mà đánh thắng trận này thì nửa đêm tôi sẽ dậy tôi làm một clip. Còn nếu mà nó không thắng thì chúng ta vẫn sang video theo cái giờ giấc bình thường. Còn phía dưới này tức là ra tới biển rồi đấy các bạn thấy nha. Đấy, khu vực này. Đây khu vực này đây. Thì hiện nay cũng lại có hai mũi cũng đang tấn công qua. Hai mũi đang tấn công qua. Đấy, là chỗ đó đấy. Hiện nay là Nga đang cũng biết nhưng mà có lẽ là cũng chưa biết rõ. Cho nên là Nga đang lấy các cái thông tin của những người dân ở đây. Đấy, kể cả người dân ở bên kia. Bên kia cũng có người Nga mà. Hai cái khu vực này cũng có. Cái chỗ này các bạn biết là hồi xưa đánh nhau suốt Achakov này. Đánh suốt rồi cái chỗ này cũng vậy. Thế là bây giờ qua là chờ cái thông tin của bên kia và nghe ngóng cái thông tin của bên này để mà có kế hoạch tối nay. Tối nay tôi nghĩ là chắc là cũng có động chứ không phải không, chúng ta đón xem. Chúng ta có thể gọi là biện hộ cho Nga là để dành để mà đánh NATO, để dành cho chiến tranh thế giới, để dành cho Mỹ nếu nhảy vào.
thì cũng đúng, nhưng mà bây giờ là nếu mà bây giờ anh thua ở đây rồi thì chúng nó vào làm gì thì anh dùng làm gì nữa. Đấy, cho nên là hiện nay theo tôi nó là Nga đang bị kẹp giữa chiến lược và chiến thuật. Các cái vũ khí đấy là chiến lược thì Nga đập là 30 giây thôi, nhưng mà cái chiến thuật này đưa vào đấy nó không hợp lý. Đấy, và lại cũng chưa cần sử dụng đến nó. Mà Nga thì đang sử dụng cái gọi là tức là phương pháp là đánh tiêu hao, tức là cứ nấp cho họ dương ra là đánh, cứ nấp họ dương ra là đánh, cho nên không việc gì mà dương ra cho họ đánh. Cho nên cái vấn đề không quân tôi nghĩ là để dành. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề pháo binh. Thì pháo binh thực tế là Nga là đang áp đảo thật, nhưng có một hai cái trường hợp là pháo của Mỹ là hiện nay họ đang sử dụng rất là hiệu quả. Mà cái loại này là loại HIMARS, HIMARS và M777, ba cái loại này nó toàn sử dụng các cái vệ tinh hết. Đấy. Chính sử dụng vệ tinh thì nó chính xác. Đấy. Cộng thêm cái UAV của nó bay suốt là coi như nó do thám nó chính xác, nó lấy tọa độ xong thì nó bắn nó chính xác. Trong khi Nga có vẻ như là cái vệ tinh hỗ trợ trong chiến đấu này là thấp hơn. Cái thứ ba nữa là coi như là UAV sát chết. UAV thì nói cả khả năng là Nga không thiếu, kể cả cái loại Lancet đó và kể cả cái loại của UAV của Iran vừa rồi đưa cũng rất là nhiều, nhưng mà có thể nói là sử dụng là không nhiều và không hiệu quả bằng Ukraine, hoặc là không đúng chỗ, không đúng lúc thì nó cũng không hiệu quả. Anh sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ hiệu quả. Đấy, thì bây giờ cái chỗ mà không cần dùng thì anh dùng làm cái gì? Đấy, rồi cái chỗ mà hiện nay như Adiska thì lại không dùng, anh lại không dùng, hay là bị người ta áp chế điện tử tức là anh không thể bay được, hay nói cái khác là bay có mắt như mù. Đấy, cho nên cái vấn đề này chúng ta cũng lại phải, các bạn có thể comment nha, thì chúng ta nghiên cứu cái chỗ này nha. Rồi ngay cái áp chế điện tử, trước đây thì chúng ta thấy là chỗ Robotina này á là không bay được, rồi cái chỗ mà trên trên này không bay được, thế mà sao bây giờ tự nhiên nó lại bay được, nó bay rất tốt. Hiện nay là cái khu vực Bakhmut Kunichivka, rồi hôm vừa rồi là chỗ Andiivka, và ăn chỗ Robotina và Rugova, và đặc biệt là ngày hôm qua với ngày hôm kia là chỗ khu vực Kherson đấy, Antonov. Tại sao lại bây giờ nó lại như vậy? Đấy, cái này chắc chắn là có sự trợ giúp của ông Elon Musk rồi, có cái Starlink rồi, nhưng mà có cái là mà tại sao trước đây thì lại không, trước đây người ta vẫn như thế mà, nhưng mà tại sao lại không? Cái này cũng khó lý giải, cái áp chế điện tử khó lý giải. Rồi cái K52, K52 thì đúng là sát thủ thật, cũng là coi như là vua ăn đêm thật. Đấy, nhưng mà có cái là bây giờ ông hớ anh, ông cứ nằm một chỗ, ông dồn hết vào một cục là đã biết là nó thế nào nó cũng tấn công rồi. Thì bây giờ là cái này là cái lỗi, là cái lỗi lỗi là đề phòng là không có này, cảnh giác không có này, cứ nghĩ anh nằm ở cái Beridian này là ngon lành rồi. Đấy, cuối cùng anh nằm một cụm đây, nó làm nó sơi một lúc là coi như là bây giờ là có khi đánh tan nát trên chiến trường, hay là coi như là không bị rụng cái nào, rụng toàn những cái vô duyên thôi, đánh rất là hăng, rất là giỏi, rất là thắng thắng lợi chiến công, nhờ đến khi là không sao mà không bị rơi, đến khi anh về sân bay anh ngủ một cái thì lúc đấy là bị đánh, thì coi như cũng cũng như nhau thôi. Bây giờ anh nằm ở kho, anh nằm trong nhà mà coi như anh bị bắn mất 10 cái thì còn xin lỗi là coi như là còn 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 khủng hơn là anh rơi một cái vào chiến trường. Đấy, đánh 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 đông đánh tây anh thắng, rồi cuối cùng anh về nhà cái anh bị chết, thì giống như là ra rừng người không bị hổ vồ mà về nhà thì bị cái tanh mà có con hổ nó rơi vào đầu và chết. Hay người ta nói là coi như đi đi bão táp, coi như là sông pha rồi như biển biết là không chết, mà cuối cùng về nhà là cái lại 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 chết đuối ở cái vũng nước. Cái chỗ này phải xem lại này anh Nga nhé, này cái cũng được rồi. Rồi cái tăng T-90, tăng T-90 thì đúng là đỉnh thật, thì coi như là cũng là coi như cứ ngơ ngơ ngác ngác nấp nấp là đang đi ở trong rừng ấy, tự nhiên là nghe cái bom cái là rồi, chứ ra đánh nhau có bao giờ bị đâu. Đấy, cho nên Nga phải xem cái chỗ là ra đánh nhau thì là ok, nhưng mà không ra đánh nhau thì không ok, là chết, là tổn thất, là thiệt hại, là bị phá hủy, là bị tiêu diệt. Thế thì bây giờ rõ ràng là cái vấn đề này vấn đề là cảnh giác, tức là khinh địch, cái dạng khinh địch. Đấy, chủ quan khinh địch, mình ngon lành rồi. Đấy, cái này cho nên phải xem lại cái chỗ này thôi. Tôi nghĩ là như vậy, chứ nó không không có vấn đề gì về 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 cái công nghệ hay là về cái sự hiện đại hay là đó kia của vũ khí, mà đây là vấn đề là anh hứa bây giờ vào thật này, hiện nay cái khu vực cầu Antonov như chúng ta nói là tiếp tục là họ
đã sang sông các bạn nhá. Cái này tôi có lẽ tôi phải view to to ra tí này. Đây. Cái chỗ này nó gọi là Pridnipropetrovka, còn bên này nó gọi là Prichanovka. Thì nó là hai cái tiếng Pri, Pri tức là gần các bạn, Pri Dnipropetrovka tức là có nghĩa là gần sông. Đấy, tiếng Nga nó là như vậy. Thì đây bây giờ nó gần sông thì nó qua sông thôi. Đấy, qua đây. Đấy, tôi vẽ này, hiện nay nó đã qua tới cái đất của Nga rồi nghe, tức là không phải đất Nga mà gọi là đất Nga quản lý, kiểm soát. Đã qua tới đây rồi. Qua tới đây ngon lành cảnh đảo luôn, đi ba mũi luôn. Xém vào luôn cái chỗ đỏ này luôn này. Làm gì nào? Yeah. Đấy là một. Cái thứ hai là phía dưới kia. Cái chỗ này là có các cái thủy lữ đoàn thủy quân lục chiến 35-36 các bạn nhé, đã cho vượt sông. Hiện nay là một là Nga chưa dám đánh. Đấy. Hai là không biết. Ba là cứ chờ cho nó quá đông rồi đánh. Đấy. Nó sẽ có ba trường hợp đấy chứ không lẽ là đang đánh nhau mà lại không biết. Mà cái chỗ này là nó đang dập dành nó qua mấy ngày nay rồi, biết rồi. Hiện nay là cái lực lượng của bên Ukraine nó đang ở đây là 300 quân. Tại bên phải cầu Antonov này. Thế từ cái chỗ khu này mà nó qua chỗ Pridnipropetrovka này thì rất là gần. Đấy. Nó vận động qua bên này thì từ đây bắt đầu tối nay, đêm nay có thể là nó qua đấy các bạn nha. Thì có hay chăng là chờ cái đám này qua rồi múc một lần. Đấy, thì cái này cũng đang là một lời giải nha. Hiện nay là Nga không đánh. Hiện nay là đang âm thầm không đánh. Mà biết không? Biết. Nếu biết thì như thế là chờ nó qua đông đấy các bạn nha. Thì chúng ta sợ chờ xem tối nay. Nếu mà đêm nay mà nó đánh mà Nga mà đúng là lọt vào cái gọi là cái thế trận của Nga, mà Nga mà đánh thắng trận này thì nửa đêm tôi sẽ dậy tôi làm clip. Còn nếu mà nó không thắng thì chúng ta vẫn sang video theo cái giờ giấc bình thường. Còn phía dưới này tức là ra tới biển rồi đấy các bạn này nha. Đấy, khu vực này. Đây khu vực này đây. Thì hiện nay cũng lại có hai mũi cũng đang tấn công qua. Hai mũi đang tấn công qua. Đấy, là chỗ đó đấy. Hiện nay là Nga đang cũng biết nhưng mà có lẽ là cũng chưa biết rõ. Cho nên là Nga đang lấy các cái thông tin của những người dân ở đây. Đấy, kể cả người dân ở bên kia. Bên kia cũng có người Nga mà. Hai cái khu vực này cũng có. Cái chỗ này các bạn biết là hồi xưa đánh nhau suốt Achakov này. Đánh suốt rồi cái chỗ này cũng vậy. Thế là bây giờ nó qua là chờ cái thông tin của bên kia và nghe ngóng cái thông tin của bên này để mà có kế hoạch tối nay. Tối nay tôi nghĩ là chắc là cũng có động chứ không phải không, chúng ta đón xem. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái chỗ Rabotine Varuve. Cái khu vực này thì như hồi sáng chúng ta biết là tiêu diệt tương đối đông so với mọi lần là 100 mấy chục mà coi như là mười mấy cái xe, trong đó có 7 cái xe tăng, thế là rất là lớn. Thế thì một số người ta vẫn ở trong này, đã ở trong này và nói chung thì đã đẩy lùi hết. Nhưng mà đến trưa nay thì một số cái xe khác nó vào để nó kéo các cái xe bị cháy nổ đấy để đem về sửa chữa. Thì coi như Nga cũng như mọi lần thôi, tức là cũng sau khi mà coi như cho hết lên xe rồi bắt đầu kéo thì coi như đánh luôn. Coi như không em nào thoát được các bạn nha. Tức là hiện nay là cái em cứu và em sắp chết là coi như đều đi luôn một lần. Đấy, chứ Nga là có cái tật đấy là có cái là coi như không bao giờ mà đánh từng em một. Đấy, cứ đánh khi nào nó lên đủ thì nó đang khiêng vác bị thương này. Những là tử sĩ các thứ là vác hết lên trên xe. Đấy, trên xe là có cứu đấy. Cứu là một số bị thương nữa là cứu xong tới là xong hết rồi. Cái là tất cả những người cứu là lên hết xe. Cái là đánh một phát cho đi cùng luôn. Đây là cái bài của Nga các bạn nhé. Thế này thì cái chỗ Verkhovka là hôm nay là như vậy. Bây giờ chúng ta đi đến cái chỗ khu vực Adipka thì chúng ta thấy rồi tá là bây giờ thông tin buồn mới nhất tức là Nga chính thức là có 50 chiếc xe tăng đó là cho đến hôm nay là mới thông báo là 40 chiếc ra đi các bạn nhá. Đấy, trong thời gian vừa qua rất là và số người thì không báo cáo. Đấy. Nhưng mà có mở ngoặc là tổn thất rất nặng nề. Cho nên đã rút khỏi các khu vực này. Nhưng tuy nhiên đến ngày nay thì Nga lại tiếp tục tấn công vào.
Đấy, tấn được không thì nói là được các bạn nha. Đây chúng ta thấy cái súng, cái biểu tượng của cái súng này thì đã lại tiếp tục là tới cái nhà máy than rồi, lại tiếp tục chiếm được bãi rác rồi. Đấy, thế thì cái bãi rác này thì coi như là chúng ta biết là mới Ukraine nó mới đẩy Nga ra, thế bây giờ Nga lại đẩy nó ra thì có thể là Nga vào bẫy chứ chưa chắc là nó vào bẫy đâu. Đấy, bởi vì nó đang chiếm ở đây mà bây giờ tự nhiên ông ào vàng cái nó lại rút, nó chạy hết thì cẩn thận là Nga vào bẫy chỗ này, mà Nga đã từng tổn thất ở đây rất nhiều rồi. Đấy, cho nên phải xem chỗ này, chỗ Stepova đây thì chắc các bạn biết là bây giờ là bên Ukraine nó đây, Stepova đây thì trước đây thì chúng ta biết là cả hai cái bên cái chỗ cái đường sắt này thì Nga đều kiểm soát, sau đó hôm qua thì nó đẩy qua Nga qua bên kia đường sắt và đến bây giờ thì nó lại hai bên đường sắt đấy các bạn nhá, cái chỗ khu vực này. Nhưng mà Nga thì lại đang chiếm được cái chỗ bãi than bãi rác này nữa nhá, thì cái chỗ đấy là một. Cái thứ hai là cái khu vực dưới này thì Nga cũng đang kiểm soát Paromaiskaya cũng như là Volodyanskaya này thì ok, thì nói chung là Nga cũng đang kiểm soát cái chỗ này thôi, chứ còn lên chỗ Starova thì không được nhé. Starova này là hiện nay cũng là bên kia, còn chỗ Arlovka thì đương nhiên là bên đấy đang đứng này. Tôi thấy là một cái biểu tượng, một cái thằng gọi là một lính, một anh lính Ukraine đang đứng chống lạnh đây, cái chỗ Arlovka này. Thế còn cái phía dưới này, cái phía dưới này chỗ Kopitsky ở dưới này thì Nga cũng đang tấn công từ xa, tức là pháo binh ấy các bạn, đánh là Tonenka. Còn riêng cái chỗ khu vực Spartak này thì như mấy lần chúng ta nói rồi, đây là cái chỗ mà là hai bên phòng thủ tốt, thì chỗ này mấy ngày nay giao tranh cũng nhiều và Nga cũng bị tổn thất ở đây cũng khá. Thì ngày hôm nay Nga đã ra đây, tức là cũng giống như bên Verbova của Israel, của Ukraine, thì là Nga cũng tới đây là cứu. Đấy, cứu, nhưng mà có cái là Nga có vẻ khôn hơn tí, tại vì tôi xem cách video này các bạn cũng xem luôn, tức là nó theo cái dạng là cũng giống như du kích đấy các bạn nhé, tức là để sẵn đâu đó rồi, thế là bắt đầu gọi xe tăng đến, xe chở người, xe bọc thép đến. Thế đến một cái là trong vòng một phút là coi như là đưa hết lên xe, là bắt đầu là vừa đưa hết lên xe là bên kia là bắt đầu nó phát hiện là xe chạy thoát được các bạn nhé, tức là cái xe mà cứu thương tất cả cái thứ đây là chạy thoát được cái chỗ khu vực này. Vừa chạy là bên kia bắt đầu nó bắn, và chắc là nó cũng có nó một hai cái UAV nó lảng vảng, nó nhìn thấy thì nó là UAV cảm tử là lao xuống luôn thôi, nhưng mà nó lại cái này nó thật không trúng, cái nó trúng vào cái chỗ mà người ta vừa ra đi, vừa đi khoảng nửa nửa phút thôi, 30 giây thôi là đánh ở chỗ đấy thì xe này chạy thoát. Thì các bạn xem video là các bạn sẽ thấy. Rồi chúng ta đi lên cái khu vực Klitschka. Klitschka thì hiện nay thì không có gì, chỉ cái chỗ Androvka hiện nay là đang Nga đang bỏ bom ở cái khu vực này, dọc theo cái tuyến đường sắt, dọc theo cái tuyến đường sắt này thì nói chung là cũng tiêu diệt tương đối khá cái lực lượng của Ukraine ở đây. Còn phía trên rừng tội phạm, bên rừng tội phạm Sarabiansk thì cái chỗ khu vực này thì Nga lại ngớ ngẩn thế nào đấy, là coi như là chúng ta đấy, ở cái khu vực rừng này thì có một số chỗ thì nó rụng hết lá, nhưng có một số chỗ thì nó vẫn còn lá. Thì cái chỗ mà ông Nga đấy, đấy sắp tới là ông sẽ vượt qua cái sông này. Ở đây nó có một con sông này các bạn này, đây nó có con sông này, thế là sẽ vượt qua cái chỗ sông này, cho nên bây giờ các ông đang làm các cái lắp ráp cầu phao đóng miếc nọ kia đấy, tức là đang giống như một cái công xưởng mà coi như trên UAV nó thấy là rõ một một từng em một, thấy cả cái máy, thấy cả người coi đang lang thang ở dưới này, là đúng cái chỗ mà cái rừng mà nó gọi rừng thưa lá hay rụng lá là nó bom, tức là UAV nó lao xuống nó bom, cho nên coi như là bị hơi bị nhiều ở đây các bạn nhé. Đấy, cho nên là Nga là rất là chủ quan. À, bây giờ anh đang làm cái nơi chiến sự mà anh làm giống như là anh đang làm ở nhà, coi như là giống như là chỗ không người, đây là không là chỗ không có địch, đấy là thế là nó thấy là nó bom xuống thôi, thì đấy là rất là mệt mỏi chỗ đấy. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là Nga có cái khinh địch. Coi như tôi nói thật là tôi là người mà coi như truyền đạt thông tin thì tôi cũng đau đầu, mà cũng thấy mệt mỏi lắm, như vậy là chứ không phải các bạn thấy là cái thua mà tổn thất là các bạn đau, nhưng tôi ở đây tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng mà có lẽ là những cái trận đánh này của Ukraine chắc là cũng là như chúng ta đã phân tích rồi, nó lóe lên rồi sẽ tắt thôi, là vĩnh viễn thôi, chứ nó là mà nó càng chọc Nga lên, càng làm cho Nga tức lên thì nó sẽ lãnh hậu quả rất lớn. Cái vụ mà mớ cái xe mà cái trực thăng đây ấy, thì như chúng ta biết là đúng ra là tối hôm qua là bắt đầu là
gọi là trả đũa rồi, nhưng mà bây giờ không trả, là chúng ta biết là có thể nói là đang kiềm chế, đang hết sức kiềm chế, để từ từ ông Putin cũng về, 18 ông về rồi bắt đầu có lẽ là sẽ có những cái chuyện thay đổi đấy chứ không phải không. Và cái thứ hai là cái vấn đề cái attachment là phải điều tra cho ra cái đó, bởi vì cái attachment đấy là Nga đã từng nói rồi, đấy là lằn ranh đỏ, mà bây giờ nó vượt qua lằn ranh đỏ rồi đấy, làm chi đây đấy. Cho nên là cái vấn đề này chúng ta tiếp tục theo dõi thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và hẹn lại gặp lại các bạn vào video lúc 10 giờ nói chuyện thế giới qua quả địa cầu. Bye bye.